Phật không tán thành con người sống trong trạng thái ăn năn, đau khổ từ năm này sang năm khác, từ tháng này sang tháng khác. Mà đạo Phật sẽ khuyến khích cho người Phật tử trên cuộc đời này, người cao quý nhất là không bao giờ làm lỗi. Và có một loại người cao quý nữa, đó là làm lỗi, biết ăn năn, sám hối, không tái phạm. Thì những cái trai đàn như thế này, không gì hơn là chúng ta biết ăn năn, sám hối, không bao giờ tái phạm. Những đứa con không có cơ hội chào đời sẽ nói: mẹ ơi đừng buồn nữa, con đã tha thứ cho mẹ. Có phải như vậy không ạ? Cho nên dù đã thấy nhiều những nạn tai, chuyện ấy đời ta sẽ đứng ngoài, say xưa tạo ác, quên hẳn thiện, bất chợt tai ương đến thở dài. Thầy Tấn Tuệ có một bài thơ như thế. Mình thấy tai ương của người ta, mình nói chuyện nó của nhà người ta, không phải của nhà mình. Cho nên đứng ở ngoài để nhìn, để cười, để phê bình. Nhưng chính cái sự chủ quan, bản ngã và cười chê, một ngày nào đó vợ mình cũng đã từng phá thai, nạo thai mà chồng không biết. Ở trong cái đạo tràng này, thầy cảm động khi có các người cha, có những ông ngoại, ông nội đang có mặt ở đây. Có những cái đàn thai nhi chỉ có tên mà không có người, vì xấu hổ, không muốn cho người ta biết mình đã từng phá thai. Và có những cái đàn cầu siêu cho thai nhi mà có cả cha, cả mẹ với một lòng sám hối. Sư cảm nhận rằng cái đạo lực của thầy Tuệ Hải cũng rất đáng tán thán và ngưỡng mộ. Nhưng mà cái đàn này lập ra không phải là hôm nay nhẹ tội rồi thì ngày mai vì lý do nào đó chúng ta lại phá thai, và tháng 2 năm sau lại về cự linh. Năm ngoái ghi tên 2 thai nhi, năm nay ghi 4 năm thai nhi gì đó, và cái đàn này sẽ giải hết. Các thai nhi sẽ được siêu thoát hết. Thầy không dám hứa khả điều đấy, và thầy Tuệ Hải cũng sẽ không hứa khả điều đấy. Trai đàn mở ra vì lòng từ tâm với những hương linh, vong linh, thai nhi. Sư nói vong linh có những là những thai nhi không có ai thừa nhận. Hương linh là lấy họ cha, rồi cha mẹ đặt tên cho những thai nhi. Có những người cha mẹ mà những thai nhi đó đặt rớt, bỏ, vô danh. Trong khi những đứa bé kia là những cái tên đẹp nhất trên cuộc đời này, đem nó đẹp, tự đặt nó. Sư còn nhớ có một người cha đặt tên cho con, mà có thật tại Di Linh, Hoàng Thị Bích Ngọc Điệp, Tự Thiên Cúc Thiên Ngân Thu Thảo, nghĩa là tên gì đẹp nhất đặt cho con gái của mình. Còn cái thai nhi đó, mà vì lý do này, lý do khác, mà trong đời sống của chúng ta có nhiều cái vấn đề để nói lên các lý do lắm, thực trạng xã hội đó, nhiều lắm. Thì người ta đặt là, dạ tên là rớt ạ, dạ tên là bỏ ạ, dạ tên là vất ạ, dạ tên là vô danh ạ, dạ tên là Trần Thị Bất Đắc Dĩ ạ. Và tất cả những vong linh thai nhi đó đều rất tủi thân. Thế các vị nghĩ rằng là những cái thai nhi đó không biết gì à? Nếu người ta nghĩ rằng không biết gì, chúng ta hoàn toàn không có yếu tố tâm linh trong đời sống của một người Phật tử. Có người cho rằng giới trẻ ngày nay đang ảnh hưởng nếp sống của Âu Mỹ, cho nên sống vội, sống gấp và phá thai rất nhiều. Nhưng thưa các vị đã nhầm. Các nước văn minh Âu Mỹ ngày nay, họ trong những năm gần đây, họ đã giảm chế trong 25 năm qua. Các nước phát triển, lịch sử trên thế giới, các nước phát triển và đặc biệt các nước văn minh Âu Mỹ, họ đã giảm chế các vấn đề nạo thai và phá thai, giảm xuống một cách đáng kể. Tức là những nước càng văn minh, họ càng không bao giờ làm việc phá thai. Còn bây giờ các bạn trẻ đó, thì lại nghĩ rằng là dân Tây cũng phá thiếu gì. Sống gấp, sống thử, thì không có một đời sống hôn nhân chân chánh, không ai thừa nhận. Cái thai đó thì đem đi phá thôi. Nhưng mà thưa các vị, chính Mỹ lại là một nước rất là đề cao cái vấn đề sống người phụ nữ không phá thai. Có những đất nước như là
Sri Lanka chẳng hạn, đó, người ta thống kê trong một năm đó, cũng có đến là 600 vụ phá thai. Dân người ta thì ít hơn chúng ta, trong một năm cũng có 600 vụ phá thai. Thì cái hội đồng giám mục, tức là bên công giáo, họ kêu gọi hãy chặn đứng sự thay đổi luật là chấp nhận dễ dàng hơn cho sự phá thai. Tức nước Sri Lanka từ hồi nào tới giờ là không có cho phá thai. Sau đó họ điều chỉnh cái luật này. Sư đang nói về nhà nước, về chính phủ, sư chưa nói về tôn giáo. Thì hãy cho dễ dãi hơn trong những cái vấn đề mà thay có vì cưỡng hiếp, vì loạn luân, hay người mang thai dưới 16 tuổi, hay bị suy thai nghiêm trọng. Mình nghe mình thấy cũng hợp lý. Nhưng mà cái hội đồng giám mục lại kêu gọi đừng ủng hộ những cái sự cho phép dễ dãi. Chỉ cần một sự cho phép dễ dãi, thì một trường hợp dễ dãi, trăm trường hợp dễ dãi và ngàn trường hợp sẽ được phá thai. Bởi vì có luật mà người ta còn lén, người ta còn phá. Huống chi khi cái luật đó đã hạ xuống một mức độ dễ dãi hơn. Chính vì vậy, những cái người gọi là ở trong cái hội đồng giám mục của công giáo, họ phản đối các vấn đề phá thai. Đó. Rồi là họ kêu gọi đó, là đừng có nên ủng hộ cho những người chính trị gia mà lại dễ dàng cho cái luật phá thai được ban hành. Chẳng hạn như ở Toronto, Canada, người ta kêu gọi rằng đừng bỏ phiếu cho những chính trị gia ủng hộ phá thai. Họ cho rằng phá thai là giết người vô tội trên một quy mô lớn. Chúng ta không thể thành công trong việc xây dựng một nền văn hóa sự sống nếu chúng ta tiếp tục bầu cho các chính trị gia ủng hộ một nền văn hóa chết chóc. Đó là câu nói tuyên bố của ông Carl Anderson, thủ lãnh hội hiệp sĩ Columbus. Đại sư đang nói là những cái con người không có dính gì tới đạo Phật, con người có lương tâm thôi, thì họ nói nếu một con người chính trị gia mà bảo cứ phá thai đi, thì đó là đang ủng hộ một nền văn hóa chết chóc. Thế bây giờ ở đây cũng có rất là nhiều bạn trẻ đang có mặt. Và sư xin cảm ơn các bạn đã đến đây. Đi theo bố mẹ đến đây, hay là trong lòng con cũng có một niềm ăn năn sám hối để đến đây. Nhưng mà các bạn đã đến đây là các bạn đã dũng cảm thừa nhận cái việc của mình làm là không đúng đắn. Và con nguyện với mười phương tam bảo, con sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng một khi mình đã sám hối ăn năn không tái phạm, thì tội từ tâm khởi, phải đem tâm mà sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Cho nên sau 2 ngày làm một cái đàn hết sức nghiêm túc trong tiếng niệm Phật gần như suốt không ngừng, tiếng tụng kinh, tiếng niệm Phật và những cái đàn cũng hết sức trang nghiêm, không có thịt chúng sanh. Đức Phật nói các cái đàn chẩn tế, nếu những đàn đó xuất phát từ tâm thành mà không có thiệt chúng sanh, thì những đàn đó đều có các hiệu ứng, đều có kết quả. Ai cho các đàn chẩn tế là mê tín, đó là chưa đọc hết kinh của Phật, rồi vội vàng cho đó là những nghi lễ ảnh hưởng của Trung Quốc là sai, Đức Phật chấp nhận cho thiết lập các trai đàn chẩn tế. Trong cái trường hợp là cái đàn chẩn tế đó không có thiệt chúng sanh. Chúng ta thường hay bố thí làm từ thiện cho người mù, người cùi, người tàn tật, người nghèo khổ. Thì cái người chết cũng có những người đau khổ tàn tật, không có biết đường đi lối về. Sống không quy y tam bảo, tạo nhiều nghiệp ác, chết không biết đi đâu về đâu. Những đàn chẩn tế đó là các thầy bằng cái tâm thành cho họ được ăn, được uống, cho họ được quy y và cho họ tùy nghi nghiệp lực của họ nhẹ nhàng hơn mà được siêu thoát. Cho nên đàn chẩn tế xuất phát từ một cái gì? Động cơ đúng đắn, những pháp sự đúng đắn, không có làm thịt chúng sanh, không có máu huyết chúng sanh, mà có tâm thành, có sám hối, có trì giới, niệm Phật, tụng kinh, thiền tập, những trai đàn đó tán thán và được phép thực hiện. Các vị nghe rõ chưa ạ? Thế thì các bạn trẻ và những người mẹ trẻ, những người mẹ lớn tuổi, những bà ngoại, bà nội nhớ rằng ngày xưa thời mình còn
làm mẹ, sinh đẻ con cái, mang thai rồi sanh con, rồi trong thời chiến, rồi gia đình khổ đau, rồi bị suy thai, bị hư thai và phá thai. Lúc đó đâu có cái đàn để mà siêu độ cho thai nhi, cho nên rất nhiều đứa con vô danh. Còn các bạn trẻ, bây giờ cuộc sống theo như thầy nghĩ cũng ít mà có cái trường hợp mà không đem đến bố thí người ta chết, chết đói như cái thời chiến, những thời đau khổ ngày xưa. Không bố thí thì cũng khó khăn, rồi từ từ giải quyết được những sự khó khăn. Không có nhà thì từ từ những mái nhà tình thương sẽ được đem đến. Nội phân ban Ni giới Trung ương trong một năm 2016 mà làm trên 40 tỷ đồng tiền tư thiện. Nơi nào cũng có bàn chân của các vị ni mang trái tim từ bi đến cứu khổ và ban vui. Vậy thì cái cõi chết kia ai cứu khổ và ban vui cho họ? Trong khi mình cứ nói chết là hết, chết là lập tức đi đầu thai, thì mình cũng chưa có am tường hết các cõi giới sống chết, âm và dương, và cũng chưa hiểu hết lời của Đức Phật dạy. Các vị đồng ý không ạ? Nếu chết mà lập tức đi đầu thai, không có vấn đề 49 ngày, 100 ngày gì hết, thì tại sao Đức Phật nói khi các vị dâng cúng thì có người chết có tương xứng với cái thức ăn đó không mà thọ nhận? Nghĩa là nếu mà làm quỷ, đói, làm những cái hồn ma bóng quế sẽ thọ nhận những cái hương hỏa của thức ăn đó. Nhưng mà người chết đã được sanh thiên thì không thọ nhận. Người chết đã vãng sanh tịnh độ thì không nhận những thức ăn đó. Và đã đọa địa ngục thì không nhận thức ăn đó. Và làm súc sanh thì không nhận những cái thức ăn mà chúng ta dâng cúng. Các vị nghe cho rõ đó. Nhưng chúng ta là người con, người cháu, người thân, người vợ, người chồng, chúng ta vẫn đầy đủ cúng hàng ngày, cúng thất, trung thất, bát nhật, chúng ta dâng cúng bằng tấm lòng thẳng. Và bây giờ thì đạo tràng chúng ta là quả là tuyệt vời, chúng ta không làm thịt chúng sanh để dâng cúng nữa. Thì sư nói là cái phước đức đạo tràng càng tăng huy, pháp luân thường chuyển ở nơi đây, bởi vì thầy Tuệ Hải là hoằng dương đúng chánh pháp. Thầy có la, có dạy các vị cái điều gì cũng là từ tâm từ mà thôi, chứ không phải la rầy là ghét, mắng là bỏ, không phải. Nhưng mà các vị Phật tử hãy lắng nghe. Các thai nhi nhiều khi, một người bác sĩ đã kể chuyện với sư rằng vì làm nghề trong cái khoa sản cho nên đã phải làm công việc giúp cho những người sản phụ phá thai. Và có khi có những cái thai chỉ là một cục máu, có những cái thai đã hình thành và có những cái thai đã đầy đủ các căn. Thì tất cả đều dùng các cái phương tiện khác nhau để phá thai. Có khi người ta phá bằng dược thảo, có khi người ta phá bằng thuốc, và có khi người ta phá bằng các cái dụng cụ y khoa rất là đau đớn cho người mẹ lẫn người con. Thì người bác sĩ mới nói rằng sau khi con moi cái thai đó ra thì con vứt vào cái xô, tất nhiên là xô rác, thì con phải nói một câu rằng: này cháu ơi, cháu có trách á, con trách mẹ của cháu á, chứ bác sĩ đây chỉ làm theo yêu cầu của mẹ cháu, chứ con đừng trách bác sĩ nhá. Tại vì sư ạ, con là bác sĩ mà chính con phải làm cái việc là nạo thai ra. Chính tay con là người phải làm cái việc là giết. Nhưng mà chúng ta đừng quên lời Phật dạy: vạn pháp là do tâm mà tạo ra. Thì cái đưa đến cái hành vi bác sĩ phá thai phải là từ người mẹ, chứ không có ông bác sĩ nào mà điên đến mức độ mà tự nhiên lôi cái người mẹ đang có thai mà bảo lại đây tôi nạo thai cho, chắc muốn vào tù hay sao. Chỉ có các vị đến yêu cầu, người bác sĩ mới làm cái việc đó. Nhưng mà khi họ làm rồi, cái đời sống tâm linh, cái lương tâm cũng thôi thúc cái người bác sĩ đó mà là nam mà lên tâm sự với sư rằng: thầy ạ, con phải nói rằng này, các thai nhi, các vong linh thai nhi, đừng có trách, đừng có báo oán bác sĩ nhá. Bác sĩ cũng có vợ, cũng có con. Bác sĩ không có muốn giết ai đâu. Đây là con nói mẹ con đấy. Nói xong rồi cuốn cái bào thai trong cái tấm xô trắng đấy, rồi vứt vào trong cái xô rác.
Và tất cả những cái thai nhi đó, những bà mẹ từng phá rồi biết đấy. Đấy, người ta vớt ra, ra các bãi rác và một phần lớn được thả xuống dưới biển. Cho nên ăn cá nhiều khi cũng có cá ăn thai nhi trong đấy. Sợ lắm. Thầy nói thật, cuộc đời của các thầy không có chứng kiến. Nhưng mà nhìn cái clip về vấn đề phá thai, nhìn thấy là thầy bảo thôi tắt ngay. Không thể nào nuốt một miếng nước, ăn một miếng cơm mà trôi được. Hãi hồn. Cho nên chúng ta đã làm trong đời sống của mình nạo phá thai vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà đến hôm nay, tần suất của sự phá thai của người Việt Nam của chúng ta, một người phụ nữ bình thường chia bình quân cho cả cái đất nước Việt Nam trong một đời sống phá thai 2 đến 3 lần. Tức là có người phá nhiều, có người không phá. Rồi chia bình quân ra thì phụ nữ Việt Nam một người phá thai khoảng 2-3 lần. Tức là chia đều hết, ai cũng có là chia đầu bình quân là 2-3 lần. Trong đó có người không phá và có người từng phá. Thì bây giờ người nào cũng từng phá 2-3 lần. Đó, thì 52% phá thai 3 tháng giữa kỳ, tức là những cái giai đoạn là từ đầu cho đến khoảng 13-14 tuần, chiếm đến là 30%. Rồi các cái ca từ là 13 cho đến 22 tuần thì cũng chiếm là 30%. Và 20% là các ca phá thai lớn và thường có sẽ tai biến làm cho người mẹ chết. Như thế. Thì chúng ta sẽ thấy rằng người Việt Nam chúng ta đang đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ phá thai. Và đứng hàng thứ tư, thứ năm trên thế giới cũng về tỷ lệ phá thai. Cho nên có một lần bà Lixi Somo, chủ tịch hội nữ Sakyadita, những người con gái của Đức Phật trên thế giới, bà đã ca ngợi ni đoàn Việt Nam là một ni đoàn, những vị ni đó, mật hạnh, tức là làm rất nhiều mà không kể. Một ni đoàn lớn mạnh với hàng chục ngàn vị ni xuất gia trong tăng đoàn. Có những đất nước vài trăm vị ni cả nước. Còn Việt Nam mình là trên 20.000 ni giới, trên 20.000 vị. Gọi là có hạng nhất nhì trên thế giới. Và sự tu tập của các đạo tràng đông có hạng nhất nhì trên thế giới. Nhưng tại sao tỷ lệ phá thai lại đứng đầu trên thế giới? Đứng đầu Đông Nam Á, đứng thứ tư, thứ năm trên thế giới. Như vậy sự tu tập của chúng ta có chất lượng, sự tu tập của chúng ta có kết quả, có thăng tiến, có hóa giải được các nghiệp, có thực hành lời Phật dạy, không sát sanh hại vật, không trộm cắp, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không tà dâm. Nhưng đó là nói chung về giới. Những cái vấn đề phá thai thì không xem là một tội sát sinh hại vật, mà xem đó là một việc kế hoạch thông thường. Chính vì vậy mới đưa đến tình trạng người Việt Nam chúng ta phá thai đứng đầu Đông Nam Á. Cứ mỗi lần mà sư đến sư giảng cho các đàn phá thai, sư nghe lòng sư quặn thắt lại. Ngày xưa mà mẹ của sư cũng phá thai, làm sao bây giờ có một thầy ngồi đây? Ngày xưa mẹ thầy Hải cũng phá thai, thì làm sao có thầy Tuệ Hải trụ trì trụ cứng linh bây giờ? Biết đâu lại là một thầy tà pháp, chúng ta tính sao đây? Mới có một em bé vào hát, đừng bỏ con mẹ ơi. Nếu cái ngày đó bố mẹ phá thai, làm sao có một bạn thiếu nhi dễ thương thông minh như thế mà đứng hát cho các bố mẹ, ông bà nghe. Cho đến các em mù câm điếc mà về chùa Thiên Quang, mù cũng còn biết hát. Hãy đến với tôi, hãy đến với em, những trẻ em Việt Nam, dù em mù, nhưng em xin dâng đến cho đời tiếng hát và trái tim. Tình yêu đó là trái tim. Câm điếc đó, mà cũng còn biết nhìn thầy nó ra hiệu để nó múa, mặc dù tai nó không nghe nhạc. Và người cha người mẹ vẫn tự hào rằng con tôi câm điếc nhưng mà thầy vẫn cho lên cúng dường Phật. Và vẫn có những người tài năng mù, câm điếc hoặc tật nguyền. Huống chi con chúng ta ra đời, sanh ra lớn lên đầy đủ các căn và lành lặn. Biết đâu nó là nhân tài của đất nước. Biết đâu nó sẽ là một cái đứa hóa giải
nhiều nỗi khổ niềm đau cho thế giới này, cho nhân loại. Biết đâu nó là một người thầy đem đến đạo đức đến khắp muôn nơi cho chúng sanh sống tin sâu nhân quả. Nhưng dưới bàn tay và suy nghĩ nông cạn của các bà mẹ và sự xúi giục của những người cha, sự đồng thuận của những người cha, những đứa con đã không được chào đời. Do vậy, cái pháp thoại này, sư biết các vị chẳng phải sung sướng gì để đến với cái đàn như kéo nhau đi trẩy hội. Không phải như vậy. Mà chúng ta đến đây để sám hối. Và do vậy, pháp thoại này sẽ mang tên Nạo Phá Thai, Một Nỗi Đau Cần Hóa Giải. Ai cũng có một nỗi đau. Nếu từng phá thai thì ai cũng có một nỗi đau. Chỉ có người vô lương tâm, vô cảm, vô hồn thì không bao giờ có một giọt nước mắt cho đứa con không được chào đời. Thầy thì ở trong miền Nam, cho nên những cái bệnh viện mà thường hay là phụ trách cái việc mà phá thai đó, thì đó là bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Hùng Vương. Đó là những cái nơi mà phụ nữ đến nạo phá thai gần như không giảm mà chỉ có tăng mà thôi. Thầy nói chuyện trong Nam, còn ngoài Bắc lát nữa thầy nói. Các cái vấn đề mà các bệnh viện Từ Dũ, cái bệnh viện phụ sản ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, đặt tên là Từ Dũ, là một người mẹ nhân từ. Đó là mẹ của vua Tự Đức, mang tên Hoàng hậu Từ Dũ. Bởi vì đến khi Tự Đức làm vua rồi, mà bà mẹ vẫn dạy con nghiêm túc như dạy một cái đứa bé học mẫu giáo. Vua mãi chơi không lo việc nước. Vua Tự Đức về, lên giường nằm để cái roi, mẹ hãy đánh con, đừng giận con. Vua Tự Đức đó, rất có hiếu, rất sợ mẹ, và bà Từ Dũ dạy con vô cùng nghiêm khắc. Không bao giờ cho con sử dụng quá nhiều những tài sản của đất nước để làm giàu, làm sung sướng hưởng thụ cho bản thân mình. Và người ta làm lễ chúc thọ cho bà Từ Dũ thì bà từ chối. Bà nói đốt đèn chúc thọ thì chi bằng hãy để đèn đó và phân pháp cho dân nghèo. Cho nên cái chữ Từ Dũ đó rất xứng đáng để ca ngợi một bà mẹ thương con, thương dân. Mà ở trong Sài Gòn có cái bệnh viện Từ Dũ đấy. Nó là một cái bệnh viện mang tên cho những người mẹ đến đó để hạ sanh những đứa con được chào đời. Nhưng càng vào những năm sau này thì cái số con người ta nạo phá thai lại càng tăng. Điển hình vào năm 2015, bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận gần 30.000 ca nạo phá thai. Tức là có 30.000 người chết. Giờ một cái cuộc mà khủng bố chết chừng 100 người thôi là có gì? Có biểu tình để chống khủng bố. 30.000 người nạo phá thai, 30.000 trẻ em không được chào đời. Thế thì các bà mẹ tính sao đây? Mình là những kẻ sát nhân. Thế thì con xin lỗi thầy Tuệ Hải. Con biết các Phật tử đây cũng thương quý con. Thật lòng là như vậy. Cho nên con cũng nói thật. Hôm nay không phải tôi giảng pháp cho Hoa hậu, cho các bạn trẻ, cho đạo tràng tu tập, mà tôi đang giảng pháp cho những kẻ sát nhân. Nói nghe đau lòng, nhưng mà thầy chữ sát nhân là nâng quan điểm. Chứ ôi giời ơi, kế hoạch cái chuyện đó nhà nước cho phép. Và thật, cái luật của nhà nước Việt Nam cho phép phá thai theo nguyện vọng của người phụ nữ. Một cái luật quá mở rộng, cho nên mới đưa đến tình trạng người phụ nữ phá thai Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á, có hạng trên thế giới. Buồn lắm. Nhưng nếu chúng ta chỉ căn cứ theo luật, mà chúng ta cứ biết là luật cho phép mà, thì chúng ta không có đời sống tâm linh, không tin sâu nhân quả, và cũng không giữ giới, không sát sinh hại vật theo lời Phật dạy. Các vị có đồng ý với thầy không ạ? Tỷ lệ nạo phá thai tại các quốc gia đang phát triển thì lại gia tăng, trong khi tỷ lệ nạo phá thai trong các quốc gia tiến bộ văn minh thì lại ngày một giảm dần. Người ta càng văn minh tiến bộ, người ta càng thấy không nên làm cái việc ác này. Chứ có những nước người ta không có đạo Phật, người ta đạo Chúa, đạo Hồi, mà người ta không phá thai. Cho nên ta vẫn giàu, mà người ta vẫn an vui, hạnh phúc.
Còn mình mang tiếng là Phật tử, được thọ trì tam quy ngũ giới và tin sâu nhân quả. Nhưng người Việt Nam phá thai nhiều quá, cho nên khổ đau rất nhiều, nạn tai rất nhiều, và đặc biệt là ly dị, vợ chồng không hạnh phúc rất nhiều. Sư nhớ các hòa thượng cao tăng từng nói, là lúc đó hòa thượng giác hạnh, trong một cái lần sư thuyết pháp cho các bà mẹ phá thai ở cái miền biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, thì sư cũng giảng như thế này. Nhưng mà đến tối thì hòa thượng lại thuyết linh cho các thai nhi là: các con ơi, các con đừng có theo báo cha mẹ nữa, các con hãy nghe lời thầy, các con quy y Tam Bảo, rồi các con nhẹ nhàng siêu thoát, hoặc là các con tìm những cái nhân duyên thích hợp để được tái sanh, để được đầu thai tu tập, hoặc các con nương tiếng niệm Phật để nhẹ nhàng siêu thoát. Thầy là người thuyết linh cho thai nhi. Xong rồi hòa thượng mới nói: sư Hương Nhũ à, sư cô giảng cho các bà mẹ, nhưng mà các thai nhi đấy mà nó không nghe tôi thuyết linh, nó cũng không tha đâu nhé. Tôi phải năn nỉ các thai nhi đấy. Chứ còn sư giảng là các bà mẹ đã tạo tội thì dừng tay lại. Bởi vì một lần, hai lần đã là biết ăn năn sám hối rồi, mà mình làm mãi kiếp sau có thể mình chẳng được làm người. Mình sẽ chịu một cái quả báo rằng là mình cứ chạy vào trong cái thức, vào bào thai, và bào thai đó bố mẹ lại phá, chính mình lại không được cái duyên chào đời, bởi vì chính mình đã gieo cái nhân phá thai quá nhiều. Thì hòa thượng giác hạnh mới nói: tôi phải năn nỉ các thai nhi đấy. Có nhiều thai nhi nó dữ lắm, nó bảo hòa thượng, bảo con tha thứ, nhưng mà mẹ con ác lắm, và bố con thì sao? Bố con càng ác hơn. Bởi vì bố con là đệ tử Phật rồi, mà không có chuẩn mực, không có điều độ trong cái nếp sống tình dục, vợ chồng. Mình đã quy y, mình phải biết tham sân si là ba con rắn độc. Mà mình không có điều tiết độ, tức là mình quá tham ái, mình quá sân hận, muốn là phải được, và mình quá si mê. Cho nên mình làm khổ vợ. Có những người vợ bảo: thầy ơi, con phải ly dị, vì con không thể chịu đựng được cái đời sống vợ chồng mà gần như ác mộng. Đó là lòng tham ái của người chồng vô độ. Hôm nay có những người đã dám đến tâm sự với sư: con phá thai 9 lần. Thì sư cũng chẳng có ngại gì mà sư nói thật những lời tâm sự của những người vợ hoặc những người chồng. Và có những người vợ tham ái vô độ mà nói với chồng rằng: anh sợ gì, em kế hoạch là xong. Đúng là thầy là một cái bậc tu hành xuất gia, thầy không nên nói những chuyện này. Nhưng có rất nhiều người nói: thầy ạ, bài pháp của thầy gần gũi như một bài học cuộc đời. Chứ đúng ra thầy chỉ nói là gì? Nhân duyên hình thành thọ thai, Đức Phật dạy. Rồi theo quan điểm y khoa, các bác sĩ nói như thế nào? Rồi chúng ta đó phá thai rồi đó, thì tâm sinh lý ra sao? Kết luận. Khỏe lắm. Nhưng mà thầy phải nói lên những cái điều tâm sự của những người cha, người mẹ không thể nào cưỡng được tội ác. Nên chúng ta biết tu rồi, người ta hay nói đồng vợ, đồng chồng, tát bể đông cũng cạn, là cái chuyện cùng nhau tu đó. Thì bể đông, cái bể tội lỗi nó sẽ hết. Chứ không phải đồng vợ, đồng chồng là tiền bao nhiêu xài cũng hết. Để mà ăn, để mà hưởng thụ. Chứ không thôi ngày mai chết rồi lấy đâu hưởng, không phải. Mà đồng vợ, đồng chồng tu thì có tội lỗi bao nhiêu rồi cũng sẽ được hóa giải, được nhẹ nhàng, được thanh thản. Các vị có đồng ý không ạ? Như vậy, từ sau các bạn trẻ mà nói do ảnh hưởng Âu Mỹ nên chúng con sống gấp, sống vội và phá thai là chúng ta không hiểu gì hết. Theo nghiên cứu, tình trạng trái ngược hoàn toàn đang diễn ra tại các quốc gia giàu có. Tỷ lệ phá thai ở các quốc gia văn minh giàu có đang giảm mạnh do việc sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Đó, họ tránh thai và họ tiết độ, chứ họ không để có thai và phá thai. Các vị nghe rõ chưa? Sư làm sư mà phải nói những chuyện này quả là bất đắc dĩ. Đúng là bất đắc dĩ, nhưng mà không nói không được.
có các biện pháp tránh thai và vợ chồng vẫn biết chúng ta, vợ chồng sống như thế nào để tránh tình trạng có thai. Nếu chúng ta không tiết độ được là lòng tham ái và sẽ tạo ra tội. Cho nên chính Hòa Thượng Giác Hạnh nói, sư cô Hương Nhũ ơi, cứ giảng khan khan như thế, chẳng có thai nhi nào tha thứ cho các bà đâu. Tại vì người ta cứ bảo quỷ này giặc kia, mà không biết quỷ thai nhi là phá tàn bạo nhất. Đó là Hòa Thượng Giác Hạnh đã nói. Đổ thừa trong nhà con có quỷ phá, ở nhà con là động thổ không đúng ngày, ở nhà con là chồng con bị nghiệp động mồ động mã, nhà con là rút bát nhang sớm quá, chưa đủ một năm đã rút bát nhang, nói đủ chuyện hết. Mà không biết cái động nhà động cửa là do các vị động tâm. Động tâm, sống với nhau không tiết độ và đưa đến sự phá thai. Chính các vong linh thai nhi không được siêu thoát, nó thấy những anh, những em nó được cha mẹ nuông chiều hạnh phúc thì nó sẽ phá cho biết tôi đang có mặt ở đây. Làm người mẹ đau ốm bệnh tật, làm cho người chồng bỗng nhiên sanh ra cái gì? Cái sự là nhậu nhẹt cờ bạc và bồ bịch, làm cho gia đình điên đảo mà chính các thai nhi nó xúi dục. Ai không tin, chứ thầy tin vì thầy nghe quá nhiều. Thầy nghe bảo con nhắm mắt xuống thì con thấy cái màn cửa nó động đậy, động đậy. Con nói ma ở đâu thì cứ hiện ra, con niệm Quan Âm Bồ Tát quá trời luôn. Xong rồi con thiếp đi thì con thấy ba đứa nhỏ nó cứ vờn ở dưới cái màn gió nó chơi, một trai và hai gái. Thì con rùng mình, con đã phá thai một trai và hai gái. Cũng có người tâm sự phá thai 4 lần mà không biết là trai hay gái, nên đến xin thầy đặt tên và không biết là Nguyễn Thị hay là Nguyễn Văn, không biết là Trần Thị hay là Trần Văn, tại vì không biết là trai hay gái. Cho nên cái tên gì mà có thể dùng cho trai với gái mà nó không trách bố mẹ. Nhưng có nhiều người đặt Trần Văn Vô Danh, Trần Văn Vô Danh 1, Trần Văn Vô Danh 2, Trần Văn Vô Danh 3. Vô Danh rồi thêm số 1, số 2 vào. Có như vậy không à? Có. Tại vì nhiều người cũng đến cầu siêu ở chùa thầy. Thầy nói thôi đừng vô danh nữa, đặt cho một cái tên. Tên nó cũng như pháp danh rồi, cũng không cần nhiều thứ. Và thầy khẳng định lại, những cái đất nước càng văn minh, càng tiến bộ, thì người ta càng giảm chế việc phá thai vì lòng nhân đức của con người. Và thứ hai, họ biết sử dụng đời sống tiết độ trong đời sống vợ chồng và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, làm cho người phụ nữ có thể kiểm soát được thời điểm và số lượng con cái như họ mong muốn. Và cái điều đó là người dân Việt Nam của chúng ta lại không có dùng những cái sự hiểu biết, những cái lời khuyên của bác sĩ hay những cái phương tiện tránh thai, mà họ cứ là gì? Tới luôn, tới đâu thì tới. Cho nên mới có những cảnh gia đình tan nát, mới có những đứa con khóc kêu mẹ cha trong bóng đêm bất tận mà cha mẹ nào có hay đâu. Đau thương lắm. Chút nữa đây sau thời pháp, sư sẽ mở một số clip để các vị một lần nữa được khắc nhớ rõ. Thầy Tuệ Hải cho thầy thời gian 2 giờ đồng hồ lận mà. Và thầy không nói nhiều. Thầy sẽ cho các vị được xem những clip đó. Vì các đấng nam nhi ngồi đây cũng chưa chắc là đã biết vợ mình phá thai như thế nào. Thầy xem vào là thầy cũng khỏi ăn cơm đấy. Sợ lắm. Và ở bên Trung Quốc lại còn có những cái món gì? Món canh thai nhi. Có trong mạng luôn. Các vị vào bấm trong Google canh thai nhi thì các vị sẽ thấy người Trung Quốc sử dụng món canh này như một món ăn cho quý tộc thượng lưu. Thai nhi được moi ra, được bảo quản, nếu mà còn sống đó thì càng tốt, và được nấu một món canh béo bổ cho những người mẹ đang có thai hoặc trong những người chồng muốn ăn những cái món canh đấy. Chúng ta không có làm chuyện đấy đâu, con sợ lắm ạ, con sợ lắm. Nhưng mà vứt xuống biển, vứt thùng rác thì con làm. Con không nấu canh, nhưng con vứt. Con vứt thùng rác, con vứt ra biển, ra sông, và con đào một cái lỗ con lấp đi. Có một người vợ đến tâm sự với sư, mà gia đình này rất giàu có. Người chồng làm công an, và người vợ nói rằng, sư ạ, con muốn đến với sư là làm sao?
cho gia đình con yên ổn. Bởi vì nhà làm mấy cái nhà hàng lớn lắm, giàu có. Nhưng mà con không có hạnh phúc. Vì vợ con, vì chồng con đó, thì mèo mỡ rất nhiều. Sư nói cô không có khuyên được chồng hả? Nói dạ không. Chuyện đó là quyền của chồng con. Nhưng mà cái điều đấy, con lại không ghen tuông. Cái người này phải nói rất là hiền lành. Và con đau khổ nhất là trong những cái mối quan hệ gian díu của chồng con, thì chồng con đã cho những cái người phụ nữ đó phá thai rất nhiều. Sư nói tại sao lại để cho phá thai rất nhiều mà con biết? Thưa thầy, con đâu có biết đâu. Vậy mà con trong giấc ngủ con nằm mơ con thấy. Thế thì ai nói có những giấc mộng là toàn là sự tưởng tượng? Thì chưa hẳn. Có những giấc mộng là thật sự. Bởi vì là con trong giấc mộng con thấy có một đứa bé nó bảo là cô ơi, con đang nằm ở trong vườn của nhà cô. Tức là chồng của con đó mang cái bịch thai đó về đào lỗ chôn ở trong vườn nhà. Nhưng không phải con của cô á. Vì sư giấu tên nhưng mà muốn có bằng cớ là có hết. Cho nên những thầy nào nói, sư Hương Nhũ nói không đúng thì sư sẽ cho thầy đến gặp các bằng chứng đàng hoàng. Để cho thấy rằng cái chuyện thai nhi là nó nghiêm trọng lắm. Có những thai nhi nó linh hiện, nó báo, có những thai nhi mù mịt, trở thành hồn ma bóng quế ngàn năm. Có những thai nhi nó khôn á, nó về nó báo, nó phá, nó cho biết. Có những thai nhi mù mịt, có những cái đứa bé do phá thai đó bị mù. Đấy. Đây là cái cô ngói đây, cô ngói Ngọc Lợi đây đây. Mà nói ngay em của sư. Em của sư đây nói, thế cô có phá thai không? Nói dạ không, con không bao giờ phá thai. Nói không, nhưng mà có đấy. Tại vì tôi thấy một đứa bé mù nó đi theo cô. Mà những người đó nhà ngoại cảm. Người như cái cô ngói đấy là nhà ngoại cảm. Họ cũng chẳng bao giờ bịa đặt để mang tội. Thế thì suy nghĩ lại là đúng rồi, có. Tức là nhiều khi lâu quá quên. Và có như mình chưa từng làm. Mà lại mù, tại sao mù? Vì các cái gì? Các dụng cụ y tế đã làm mù mắt thai nhi. Thế các vị có bao giờ nghĩ rằng mình làm con mình mù và trở thành một bóng ma mù đi trong đêm tối không? Mỗi lần mà em của sư nó về dự khóa tu người mù đó, thì nó lại khóc. Nó bảo con nhìn thấy sư á, cho người mù tu học, nghe pháp, sống đúng chánh pháp, thì con lại nhớ rằng con đã làm một đứa con mù. Mù trong thai. Thế các vị ở đây chắc chưa bao giờ là, hoặc không bao giờ biết. Cho nên, sư nghĩ rằng, chưa nói đến lời Phật dạy đâu, chỉ nói là cái lương tâm của một người mẹ thôi. Thì sư xin các vị hãy dừng tay lại. Đừng bao giờ nói rằng các nước văn minh Âu Mỹ nó vẫn làm có sao, mà nó vẫn giàu, nó vẫn tiến bộ. Không. 25 năm nay, cái tỷ lệ phá thai của các nước văn minh Âu Mỹ đã giảm và gần như có những đất nước không còn phá thai nữa. Được công bố trên tạp chí y tế chuyên ngành The Lancet, nghiên cứu của cái Hiệp hội Y tế Quốc tế đó, đã nói rõ lên các cái điều tra quốc gia, các thống kê chính thức và nhiều nguồn tài liệu. Đây để sư muốn nói các vị là không phải sư ngồi sư nói đại. Sư phải nghiên cứu về một bài pháp của chúng ta, Phật tử trong nước, ngoài nước đều xem. Nếu mà sư nói những điều nó sai, người ta buồn cười, người ta bảo các sư không có trí tuệ, chỉ nói đại, nói bừa. Cho nên, lời Phật dạy, y khoa thì khẳng định như thế nào? Các nhà trí thức lương tâm nói như thế nào về vấn đề này? Các nhà tôn giáo nói như thế nào? Và các bà mẹ nói gì? Và các hương linh thai nhi nói gì? Thì được công bố trên tạp chí y tế chuyên ngành. Người ta nói rằng đó, các cái phương pháp phòng tránh thai hiện nay đã có hết. Nhưng bởi vì con người ta không đủ cái sáng suốt, cái sự kiểm soát thân thể để có thể kịp thời không tạo tội ác. Mà tai hại hơn, con người ta hay đổ thừa cho người nam, nhưng có khi chính những người nữ đã tự dấn thân vào những việc này. Có nhiều người đàn ông bảo rằng tại sao chú lại vô lương tâm khi người yêu của chú đi phá thai như thế? Thì người đàn ông đã nói với sư rằng, nói người đàn ông chứ còn trẻ. Thưa sư, cái chuyện đấy là cố tự nguyện chứ.
con có bảo đó, cô tự nguyện mà. Đó là sư muốn nói các bạn trẻ đó, yêu gấp sống vội, tự nguyện. Cho nên khi phá thai rồi bắt đầu chửi bới người bạn trai, trong khi tất cả người phụ nữ mình phải biết mọi sự thiệt thòi tâm lý và sinh lý người phụ nữ phải gánh chịu. Còn tội thì sao? Chia đôi nhé, không phải người nam vô tội đâu. Một thai nhi bị phá, người nam cũng phải gánh tội ở trong đó. Tại không có cái thai nhi nào được hình thành nếu không có người nam và người nữ. Cho nên, các nhà khoa học đưa ra một mô hình thống kê hiện đại đánh giá các mức độ và xu hướng liên quan đến tình trạng nạo phá thai tại các khu vực khác nhau trên thế giới từ năm 1990 đó, cho đến nay. Tỷ lệ nạo phá thai hàng năm tại quốc gia phát triển trên mỗi 1.000 người phụ nữ từ 14 tuổi đến 55 tuổi đã giảm từ 46% xuống còn 25%, đó là các quốc gia văn minh tiến bộ. Tuy nhiên, tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, tỷ lệ này hầu như không giảm mà có khi lại tăng. Đấy, thì chúng ta thấy vậy là sao? Mình không phải là văn minh tiến bộ. Mình cứ sử dụng ba cái đồ điện tử, mình tưởng mình giàu, mình tiến bộ, nhưng hóa ra quá vô minh. Mình sử dụng những cái đồ văn minh tiến bộ đó để rồi mình tạo tội ác. Thì đừng có đổ thừa cho văn minh Âu Mỹ nha. Ngoài ra, tỷ lệ tại các quốc gia có luật cấm nạo phá thai và tại các quốc gia cho phép nạo phá thai thì có một điều rằng cũng chưa phải là chênh lệch nhiều. Tức là cái nước cấm và cái nước không cấm thì người phụ nữ vẫn đi phá thai. Chứ không phải cấm thì họ không phá. Cấm thì đi phá thai, mà phá thai bất hợp pháp cho nên đưa đến sự tử vong của người mẹ và sự bệnh tật của cái bệnh phụ nữ. Tại vì phá thai không có chính thức, không có vào bệnh viện. Và cái chuyện này lại phát triển nhiều nhất ở miền Bắc. Bây giờ đến chuyện miền Bắc đây. Chúng ta đến một cái đường, ngay ở Hà Nội có một con đường nạo hút phá thai. Và để nhan nhản là giảm 25% hút thai, giảm 10% trong mùa Giáng sinh, giảm bao nhiêu phần trăm trong dịp năm mới để khuyến mãi chuyện phá thai. Đó là những con đường phá thai có mặt ở Hà Nội. Vừa nghe pháp phải sợ tội, chúng ta đã giết người. Mà tội giết người thì với các sư này, nếu đã giết người thì không bao giờ thực thọ đại giới. Khi mà thọ đại giới đắp cái tấm y làm tỳ kheo ni thì các vị giáo thọ A Xà Lê sẽ vấn nạn là vị giới tử này có từng giết người không? Thì A Di Đà Phật là không. Mà giết thì không được thọ. Có làm giết cha giết mẹ không? Dạ không. Có làm thân Phật chảy máu không? Dạ không. Thì các vị phá thai là làm thân Phật chảy máu rồi. Tại vì biết đâu cái thai đó mai này nó sẽ là một vị Phật tương lai. Mà trong kinh Pháp Hoa, thường bất khinh Bồ Tát, tôi sẽ luôn luôn lạy các ngài vì các ngài là một vị Phật tương lai. Thế thì các cái thai đó cũng sẽ là một vị Phật tương lai. Thì các vị đã phạm trọng tội khi phá thai rồi. Các vị nghe rõ chưa ạ? Thế thì như vậy, tỷ lệ các quốc gia cấm và không cấm phá thai vẫn ngang ngang với nhau. Mà những phụ nữ sống tại quốc gia có những quy định rất là nghiêm ngặt về sự phá thai. Đó, thì số lượng này nhiều hơn so với phụ nữ tại các quốc gia không có luật pháp cấm nạo phá thai. Tức là ta lén lút người ta đi phá thai. Trong 25 năm qua, Đông Âu có tỷ lệ nạo phá thai giảm nhiều nhất. Các nước Đông Âu, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch á, mà những nước đó là những nước được liệt là những nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Không có phá thai đâu. Đó. Cho nên á, lại là họ giảm phá thai rất nhiều. Chứ đừng có nói rằng là ôi bên Tây họ phá thiếu gì. Mình là người Việt Nam, mang tâm hồn Việt Nam, lại là người Phật tử Việt Nam. Làm cái gì? Phải suy nghĩ thật cẩn trọng. Trước đây thì 34 trên 1.000 người phụ nữ phá thai. Thì bây giờ đây lại tăng cao hơn rất nhiều lần. Và người ta thống kê rằng hàng năm có tới 300 triệu đô la
được bỏ ra để xử lý các trường hợp phức tạp do hệ quả của sự phá thai không an toàn. Tức là một nhà khoa học trong hội y tế đã nói. Tại sao chúng ta không bỏ 300 triệu đô la đó để chăm sóc đời sống các em bé? Chúng ta phải biết những cái đất nước văn minh đó. Xếp hàng á, trẻ em hạng nhất, chó hạng nhì, hạng ba phụ nữ, hạng bốn là đàn ông. Ở đây không phải là phân loại để tôn trọng, mà ý người ta nó phải chăm sóc nhất là trẻ em. Hạng nhì là con chó vì nó gần gũi và nó trung thành. Hạng ba là phụ nữ, người ta chân yếu tay mềm. Và hạng bốn là người đàn ông. Cho nên các bác, các chú, các anh đang ngồi đây, chính mình là phải làm chủ trong gia đình và phải khuyên vợ, con gái, con trai không có bao giờ làm cái công việc phá thai này. Các vị có đồng ý không ạ? Theo giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam đã nói, Việt Nam là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Ước tính mỗi phụ nữ Việt Nam phải trải qua việc phá thai 3 lần trong đời, và cứ 4 ca thì lại có 1 ca phá thai không an toàn, chiếm đến 15% nguyên nhân tử vong của mẹ. Như vậy rất có nhiều người mẹ không còn làm mẹ ở trên đời bởi vì sự phá thai. Nếu mình nói là chỉ đứng nhất Đông Nam Á, thì bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã khẳng định là một trong ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất trên thế giới. Thế thì như bác sĩ còn cho các vị biết là cái tỷ lệ đã được bị nâng cao lên rất nhiều. Và những cái đàn cầu siêu như thế này, ở ngoài sân cho đến ở trong chánh điện như thế này, tất cả chúng ta cùng nghe và dừng tay lại, không phá thai. Đồng ý không ạ? Tại hai bệnh viện phụ sản lớn nhất phía Nam là Từ Dũ và Hùng Vương, số phụ nữ đến phá thai những năm qua chỉ có tăng mà không giảm. Nếu năm 2015, bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận 28.000 ca phá thai, thì trong 6 tháng đầu năm 2016 lại có đến là 24.000 ca bỏ thai. Và ở bệnh viện Hùng Vương là 12.000 ca bỏ thai. Thì mới nói 2016 thôi chưa có. Còn 17 thì đầu năm rồi, không biết từ Tết tới giờ là bao nhiêu vụ rồi. Đã sư nói như thế. Phá thai sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe cũng như tâm lý. Thậm chí có thể dẫn đến tử vong, nhiều biến chứng nguy hiểm gặp trong khi nạo phá thai như nhiễm trùng, băng huyết, sót nhau sót thai, rong kinh, có bệnh ở tử cung, thủng tử cung, chữa thai ngoài dạ con, sảy thai đẻ non, vô sinh, trầm cảm, ám ảnh về tâm lý. Thì chúng ta thấy nghe như vậy, để những người cha phải thương những người mẹ, những người chồng phải thương những người vợ, và các bạn trẻ, nếu đã lỡ là một lần thì chỉ lỡ một lần thôi. Đừng có nên dại. Có nhiều người là gì? Đấy, các bạn trai nói làm sao con có trách nhiệm, chính bạn gái tự nguyện. Và ép con kia mà, chứ đâu phải tại con đâu. Sư cũng nghĩ có những bạn trai nói dối, nhưng sẽ có những bạn trai không nói dối. Như vậy cũng do chính mình. Mình không có kiểm soát được lòng tham dục của tuổi mới lớn, của cái tuổi mà xem cái chuyện đáp ứng sinh lý là một nhu cầu. Chính cái vấn đề biết kiểm soát thân tâm của chính mình là thể hiện con người đó có trí tuệ. Ngày xưa ông bà của mình đâu có phá thai như nhiều như vậy. Ông bà cha mẹ mình ngày xưa có những cái cuộc hôn nhân mà đến đám cưới rồi chưa biết mặt chồng. Đâu có đến nỗi mà kinh khủng mà tự đi tìm tình yêu một cách gọi là táo tợn như thế. Dâng hiến hết cho người ta rồi một cuộc đời như một bó hoa tàn bên lề đi. Một cái bông vất đi ở bên lề không ai ngó. Rồi bắt đầu nguyền rủa bọn con trai. Mình đâu có dạy như thế. Còn người ta phải nghĩ đến đời sống trí tuệ, tinh thần, tâm linh, để chính chúng ta là người xây dựng hạnh phúc gia đình, làm tốt đẹp cho xã hội. Bởi vì một gia đình có hạnh phúc hay không, một phần lớn là bàn tay, trái tim, nụ cười của người phụ nữ. Các vị nghe rõ chưa? Cái sư nói như vậy rồi bắt đầu các ông nói, đấy, thầy nói rồi đấy, nhà này có hạnh phúc hay không là tại bà. Nhưng mà các ông hãy nghe thầy nói đây, 1.000 cái phúc bên vợ không bằng 1 cái nợ ở bên chồng. Tôi tu cách mấy mà ông không tu,
thì cái nghiệp nó vẫn trì trì giống như là cục đá ngàn cân dưới nước thôi. Ông mà phát tâm tu thì cái nhà nó bồng bềnh, nó phát lên rất nhanh. Tại vì người nam là tượng trưng cho thiện tâm và trí tuệ. Người nữ là lòng tin và đôi khi đi đến sự mê tín. Cho nên cái tin của người phụ nữ có khi tốt, có khi không tốt. Còn cái tin của người nam nó sáng suốt. Nhưng mà có nhiều người nam lại mê coi bói cực kỳ. Đó là cái điều hơi lạ. Nhưng mà thầy giảng bài pháp hôm nay thì chúng ta thấy mọi sự phá thai đều có trách nhiệm của vợ và chồng. Cho nên sư khen cái đạo tràng này. Dù cái lễ cầu siêu cho thai nhi, các ông cũng đến ghi tên cho thai nhi. Thầy Hải ạ, vợ con bảo rằng có ba thai nhi. Thầy hỏi, thế bà ở đâu không đến? Thưa thầy, bà bận đến sau. Thế ông nói có đúng không đấy? Dạ thưa thầy, thai nhi là của chuyện vợ và chồng, nên con phải biết. Cái chuyện đó quá là đáng khen cho những người bố như thế. Có những người chồng, Di Đà Phật. Những người chồng nói thưa thầy, sao rồi thầy lại hỏi con? Con là nam nhi chi trí, cái chuyện mà của các bà sao thầy lại hỏi con? Đố có bà nào tự nhiên có thai? Sao có chuyện đó được? Sư nói như vậy các vị đồng ý không? Như vậy nam giới phải thương nữ giới. Cho nên á, sư nghĩ rằng cũng chẳng cần phải đấu tranh đòi bình quyền bình đẳng gì. Chỉ cần người nam biết tôn trọng người phụ nữ, thế là quá tuyệt vời. Đòi hỏi làm chi trên những giới diễn đàn la đao to búa lớn mà người nam không hiểu người phụ nữ phải đau khổ như thế nào trong giai đoạn làm vợ, làm mẹ và phải gánh vác một gia đình. Sư thấy những cái chuyện đòi bình quyền rầm rầm ở trên các diễn đàn nó sẽ vô hiệu hóa nếu người đàn ông không biết hiểu, thông cảm và yêu thương người phụ nữ, người vợ, người mẹ, người con gái của mình. Các vị đồng ý không ạ? Đáng báo động là ở Việt Nam có đến 20% người nạo phá thai trong độ tuổi vị thành niên. Theo thống kê của Vụ Sức Khỏe Bà Mẹ Trẻ Em, năm 2010, cả nước có 470.000 ca phá thai, thì trong đó 10.000 ca là của các em chỉ 14-15 tuổi. Đến năm 2015, trong tổng số 280.000 ca phá thai thì có đến 5.500 ca phá thai ở độ tuổi vị thành niên thực hiện ở hệ thống công, chưa nói các cơ sở y tế bất hợp pháp của tư nhân. Tức là dám đến Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, thống kê 5-6.000 ca. Còn các cái nơi mà bất hợp pháp thì nhiều vô kể. Tại xấu hổ không dám đến bệnh viện. Mà mấy cái em mà nó đi phá thai á, mà nó dám sám hối đến, nó kể thật với sư là vậy nè. Đến Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đó, tức là một bạn ở Hà Nội kể thật cho sư nghe, là xếp hàng vì rất đông. Và ở trên tường có cái mẫu đăng ký xin nạo phá thai. Vì có những em thì đến phá thai y như là sắp sửa ăn một tô hủ tiếu. Nó đơn giản và nó tự nhiên mà nói oang oang, y như là một người thành công trong cuộc sống. Quá sức vô minh và kinh khủng, và đối với sư là khủng khiếp. Có những bạn trẻ ngồi ở một góc phòng mang nặng một niềm mặc cảm mà không dám ngẩng lên vì sợ người ta thấy mặt. Con vẫn phải đến bởi vì con sợ đến các cái cơ sở tư nhân con sẽ nhiễm trùng, con chết hay như thế nào, tội nghiệp cho bố mẹ, cho nên con lén đến đây. Ta thấy người yêu con biết không? Người yêu con không hề biết, bởi vì khi con nói, anh ấy bảo chuyện đó là chuyện của em. Em muốn để hay không là quyền của em. Cho nên con phải tự đi giải quyết lấy. Đến rồi đến sám hối với sư mà, xin đặt tên thai nhi mà. Và có những người đến cầm cái iPhone và nói chuyện oang oang. Chả phải kiêng cữ gì đâu bạn ạ. Tôi đã 3-4 lần rồi, vẫn là ăn ngon ngủ tốt mà có khi còn sinh hẳn ra đấy. Các vị thấy giới trẻ, những con người không được giáo dục đến nơi đến chốn và xem những cái chuyện đó như một sự thành công trong lĩnh vực tình trường. Thật đáng sợ hãi. Cho nên sư nói các vị vẫn phải nghe. Ta bảo sư cô Hương Nhũ dễ thương mà thương không dễ, bởi vì các bài pháp sư lên án chúng con khiếp thế. Không phải tất cả. Ai có phải sửa,
Bởi vì là thuốc đắng thì mới giã tật, lời thật mất lòng, nhưng chỉ có lời thật mới đem đến con đường sáng cho chúng ta. Thì tất cả những điều sư nói cho thấy trẻ vị thành niên Việt Nam hiện nay chưa có hiểu biết đầy đủ về sức khỏe và giới tính. Điều này không chỉ đem đến sự lo lắng của cha mẹ mà vấn đề nhức nhối cho xã hội, một sự nhục nhã cho đất nước Việt Nam về cái vấn đề phá thai. Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ Sức khỏe Nhân dân năm 1989 quy định phụ nữ có quyền được phá thai theo nguyện vọng, và thủ tục hành chính này rất đơn giản. Chính vì điều đó đã đưa đến tình trạng cho những con người không có phải là đạo Phật, không có tôn giáo, họ xem cái chuyện đó là một vấn đề đương nhiên, giống như là ăn no quá thì khỏi ăn, nghỉ ăn vài bữa. Thế thôi. Nhưng mà cái tác hại, nếu đã là một người Phật tử, sư đang ngồi thuyết pháp mà ở trên đầu sư là Tam Bảo, là chư Phật, chư Bồ Tát đang ngồi, kế đến có vị thầy của các vị đang ngồi đây, thì sư không có nói những điều ở ngoài. Nhân quả. Nếu các vị tin sâu nhân quả thì phải dừng lại những việc làm, những ý nghĩ sai trái. Trên thế giới, quy định về phá thai được ban hành và có hiệu lực trên nhiều quốc gia và nhiều vùng lãnh thổ. Trong khi đó, có một số nước lại thoáng về vấn đề nạo thai như Canada và Trung Quốc là cho phá thai. Thì nhiều nước khác lại kiểm soát rất chặt chẽ như là Mỹ, Anh, Brazil. Và một số nước lại nghiêm cấm phá thai, bất cứ là lý do gì cũng không được phá. Biết trước là tật nguyền cũng phải sanh ra. Biết trước là suy thai, suy gì cũng phải sinh ra. Đó là những nước như Chile, Salvador, Vatican, Manta, Nicaragua. Vì họ tin sâu nhân quả. Họ nghĩ rằng người mẹ có lương tâm, có nhân bản, không có lý do gì giết đứa con của mình. Ở Trung Quốc, việc nạo phá thai gần như được thực hiện tự do và không có giới hạn về độ tuổi của thai nhi khi tiến hành phá thai. Họ chỉ ngăn cấm phá thai nhằm mục đích lựa chọn giới tính, bởi vì họ sợ là trong tương lai Trung Quốc chỉ toàn là đàn ông mà không có đàn bà. Cho nên họ ngăn cản phá thai về việc đó. Còn Việt Nam bây giờ cũng học đòi cái chuyện đó. Bắt đầu là được phép lựa chọn thai nhi theo giới tính. Đi siêu âm biết là gái, phá. Đi siêu âm biết là trai, phá. Thưa các vị chưa gì đã tạo tội giết người vì những ảo tưởng mông lung. Tại sao không sanh ra một đứa con gái khi ngày mai nó hiếu đạo, nó báo hiếu mẹ cha, nó trở thành người phụ nữ tốt, mà sanh ra một đứa con trai, nung đúc tất cả sự mong đợi, nó trở thành một kẻ cướp, một kẻ sát nhân. Chọn giới tính là như thế. Quả báo là như thế. Cái kẻ cướp, nó sẽ vào bào thai của các vị để nó báo đời cho biết là mày đã giết đi một đứa con gái dễ thương. Và trong bào thai là đứa con trai, thôi, trong nhà bốn đứa con trai rồi. Sanh ra năm mà ngũ quỷ làm sao? Giết để đợi sanh ra một đứa con gái. Vào ăn cái này uống cái kia để sanh ra một đứa con gái. Sanh ra nó làm những cái điều nhục nhã cho cả một dòng họ, cho gia đình. Nó sống không có đạo đức, nó bất hiếu, nó phá sản. Đó là tội ác cho những người chọn giới tính khi mang thai. Các vị nghe rõ chưa? Nói là trên cái phương diện nhân quả. Còn cái phương diện mà đời sống y học thôi, thì cứ phá thai là người phụ nữ một lần giảm tuổi thọ. Mặc dù có những người vô tâm phá như chơi, nhưng mà đều giảm tuổi thọ, đều suy yếu toàn diện về các cái tâm và sinh lý. Mặc dù có những con người là vì không biết mà, cho nên cứ làm tới. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó, đang sống người lầu nói chuyện toang toang như thế, bỗng nhiên trầm cảm u uất, vì đó là sự báo oán của các thai nhi. Nếu các vị được nghe những buổi nói chuyện của các nhà ngoại cảm, thì sẽ nghe tiếng nói của các thai nhi. Có những nhà ngoại cảm còn nói cụ thể rằng là con sẽ báo cho cái nhà đó bao nhiêu kiếp. Con sẽ làm cho các anh và em của con trong nhà đó, đứa nào cũng sẽ mắc một căn bệnh. Con sẽ báo trước như thế, tức là qua các nhà ngoại cảm sư được nghe như vậy. Sẽ báo cho cả gia đình đó các em không đứa nào mạnh khỏe. Con sẽ báo cho cái gia đình đó, là gia đình mà con đáng lẽ được chào đời đó, thì bố mẹ không bao giờ hạnh phúc. Mà con làm bao nhiêu họ cũng không biết là
còn có một vong linh thai nhi. Họ không nhớ đến con, là họ đã giết con. Họ chỉ chăm chút cho những đứa con được chào đời. Họ cầu siêu cho cổ hiền thất tổ, nhưng không bao giờ nhớ đến con. Cho nên con sẽ làm cho gia đình đó tan nát. Đó là tiếng nói của các vong linh thai nhi. Hòa Thượng Giác Hạnh nói là nó phá còn hơn các loài quỷ phá ở trên cuộc đời này mà lại không biết. Những cái thai nhi mà nó không phá là những thai nhi nó bị bệnh. Nó mắc bệnh từ ở trong cái thai rồi. Cho nên nó u uất, nó trầm mặc và nó đi vào trong cái cõi giới mơ hồ không có đường ra. Mình có một đứa con như vậy, mình có sung sướng không? Cho nên mình săn con đẻ cái những đứa sau, mình nuôi dạy bình thường, nhưng trong lòng mình lúc nào cũng một nỗi buồn u uất. Tại cái thai nhi lúc nào cũng vướng vất ở trên vai, trên lưng, trên đầu, trên cổ của người mẹ. Các vị có cái cảm giác đó không? Đó à. Mà nếu mình không kiểm soát thôi, mình ngồi yên, mình lắng nghe, mình kiểm soát, mình thấy nó trì nặng ở cái chỗ nào. Tại sao đau cái chỗ đó mà đau hoài thế? Nó ngồi chỗ đấy đấy, nó đứng chỗ đấy đấy. Có một bác sĩ còn trẻ, mới 30 tuổi à, các vị lên mạng thì thấy, phá 1000 ca nạo phá thai rồi, thì bỗng một ngày kia phát hiện ở trên lưng bà có một cái gì, một cái u nó nổi lên to bằng bàn tay của sư, mà cái hình dáng của khối u đó là hình một thai nhi, có tay có chân, và càng lúc cái tay nó càng dài ra, cái u nó càng lớn. Mặc dù có những bác sĩ là đây không phải tôi muốn nhá, bố mẹ nhá, chứ không phải tôi, đừng báo tôi nhá. Nhưng mà mình cũng là người giết mà, mình cũng tạo cái phương tiện. Đó, các vị nhớ như thế. Cho nên, ở Mỹ việc phá thai được các nhà làm luật quy định nghiêm ngặt. Như việc phá thai phải được chuyên gia tư vấn, được thực hiện phá thai ở một độ tuổi nhất định, chứ tuổi còn bé quá, chưa chắc đã cho phá thai. Tùy từng bang mà các biện pháp này quy định khác nhau. Có đến 43 bang là nghiêm cấm phá thai. Có 50 bang mà 43 bang là nghiêm cấm. Còn 7 bang là phá thai phải có những quy định. Họ không có cho phá thai để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người phụ nữ. Đó là chỉ nói trên phương diện y khoa. Đó, còn chúng ta vì dốt cho nên chúng ta làm. Cho nên đáng lẽ người đó có thể thọ 80, 90 mà 50 đã chết. Chúng ta nói thôi đến ngày gì ấy, mạng số ngắn ngủi chết, có ngờ đâu là do thời còn trẻ phá thai quá nhiều. Cứ phá một thai nhi giảm vài năm tuổi thọ. Các vị nghe nhớ cho rõ mà dừng bàn tay tội ác của mình. Các vị nghe chưa ạ? Báo Tuổi Trẻ đã đăng tin rằng ở Việt Nam mình vị thành niên lại phá thai đứng đầu Đông Nam Á. 400.000 ca phá thai ở một năm ở tuổi vị thành niên, báo đăng đó. Mà Việt Nam đứng hạng nhất về trẻ vị thành niên. Như vậy nhiều khi sư thấy, sư đi đêm 3-4 giờ sáng đi ra phi trường, có khi 3-4 là lên xe, 3-4 giờ sáng lên xe đi, về có khi 11-12 giờ đêm, 2-3 giờ sáng chùa ngủ hết rồi, đó là sư về tới chùa. Sư cứ nói với thiện thường, thầy trò mình cứ lầm lũi mà đi như thế này, nhưng lời của mình nói có đến tai của ai không? Cái lời của mình nói đi đến đâu? Có khi nó đi vào vô vọng và chấm dứt. Cho nên xin các vị lắng nghe, các vị chuyển hóa. Những người sản phụ phá thai, rồi ngất xỉu, rồi băng huyết, rồi tai biến, rồi những các căn bệnh về tử cung, thì các vị tự biết rằng nó tai họa như thế nào, phải giải thích cho chồng biết rằng một lần phá thai bằng 4-5 lần sinh sản thật sự. Chứ đừng nghĩ phá là chuyện nhỏ, mà nó để những tai họa và sự đau đớn cho người phụ nữ gấp 4-5 lần. Ngày xưa, những gia đình phá thai do đói nghèo, do bất bình đẳng giới, do bạo lực, do tảo hôn, cưỡng hôn, việc bảo vệ quyền trẻ em, không ai bảo vệ. Ý thức sống cuồng, sống vợi của giới trẻ ngày nay đã đưa đến chuyện phá thai không giống như cái chuyện phá thai của ngày xưa. Phần lớn là xu hướng hiện đại làm cho các em quên mất rằng mình đang giết con từ trong trứng nước và tự giết chính bản thân mình. Các vị nghe rõ chưa ạ? Như vậy, sư muốn nói với các vị, những hệ lụy về tinh thần rất lớn lao, dấu ấn phạm tội giết con từ trong trứng nước khó phai mờ trong ký ức của người phụ nữ.
Sư giảng đây rất là nhiều người phụ nữ ở dưới đó khóc. Thế thì làm sao cho những giọt nước mắt đấy mà người chồng có thể hiểu được? Những người bạn gái mới lớn ân hận về việc làm của mình thì phải thận trọng trong đời sống tình dục. Đừng nghĩ rằng đi phá là xong. Không có xong đâu. Nếu phá là xong thì có lẽ là các sư, các nhà tôn giáo, các nhà đạo đức, các nhà lương tâm nhân bản trên cuộc đời này đã không kêu gọi các vị hãy dừng tội ác của sự phá thai. Sản phụ tự kỷ ám thị, trầm cảm bởi lương tâm dằn vặt, mặc cảm tội lỗi sau những lần tự tử, và rất nhiều người mẹ không có con, và rất nhiều câu chuyện vong linh thai nhi báo oán. Thì câu chuyện vong linh thai nhi báo oán đó chúng ta sẽ kể cho một dịp khác, không cần thiết. Tự chúng ta sẽ biết đời sống các vị mà không bình yên, người mẹ đau bệnh, người chồng thói hư tật xấu và những sự lủng củng không thành tựu trong gia đình một phần lớn do các thai nhi. Đó là sư nói chung về y học và đạo đức. Còn đối với Phật giáo thì đạo Phật là một đạo từ bi. Chính vì cái nguyên tắc từ bi và trí tuệ trong đạo Phật mà ngày nay đạo Phật là một tôn giáo như thế nào? Một tôn giáo đứng đầu trên thế giới về văn hóa, văn minh, về đạo đức và trí tuệ. Một tôn giáo đứng đầu trên thế giới về trí tuệ và tâm từ bi. Đó. Cho nên người ta mới là cả nước mới có cái ngày Vesak, cả thế giới cùng là cùng tưởng nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên tôn trọng sự sống và bảo vệ sinh mạng của muôn loài. Các sư có 3 tháng an cư để không đi tới lui dẫm đạp côn trùng. Mùa an cư là mùa mưa, đi tới đạp run đi lui đạp trùng đạp kiến. Từ bi đến như vậy, một con kiến nhỏ không cho giết, thế mà chẳng lẽ lại cho các vị moi một đứa bé ở trong bụng ra và không cho nó được chào đời hay sao? Cho nên xem lại hết đi, chúng ta cho xem nhẹ việc phá thai là đã sai lầm rất lớn. Đức Phật chưa bao giờ lên tiếng, Ngài không phản đối các biện pháp hạn chế sinh đẻ bằng cách ngừa thai, cũng không ủng hộ việc phá thai. Tại cái thời Đức Phật đó, cái chuyện mà phá thai đồ này kia hình như nó không có được ban hành giống như bây giờ. Cho nên mình không có nghe những bài kinh nói về những vấn đề này. Nhưng Đức Phật chỉ nói vấn đề tôn trọng mạng sống từ một con kiến, một con sâu cho đến một cọng cỏ, cũng không bao giờ tự nhiên mà cắt bỏ nó. Thế thì huống chi là các thai nhi. Bào thai là một mầm sống, là một sinh mạng, do đó cần được bảo vệ. Phật giáo quan niệm sự sống hay sinh mạng có mặt từ khi bắt đầu thụ thai, như là tinh cha, huyết mẹ gặp nhau là có sự sống, có một thần thức đi vào tìm nơi đầu thai. Cái tinh cha huyết mẹ là chưa đủ, phải vào cái giai đoạn người mẹ thụ thai. Tinh cha huyết mẹ là chưa đủ, phải có một cái thần thức tìm nơi đầu thai. Và sức khỏe của người mẹ đủ để thụ thai, và các cái nghiệp của thân trung ấm đủ để làm gì? Để có một bào thai hình thành. Cho nên cái nhân duyên á, để thọ sanh á, là một cái điều không phải dễ để mà có cái thân người. Cho nên các vị nghe như vậy để biết một cái bào thai được hình thành, mình hãy sung sướng, mình hãy vui mừng, vì đó là trong gia đình mình một cái người mới sắp sửa chào đời để được tu tập. Tôi nói thầy Hải tổ chức cầu siêu thai nhi mấy năm nay kết quả như thế nào? Thầy bảo có kết quả chứ thầy ạ. Có người bảo rằng là con không phá thai nữa. Có người thì bảo đáng lẽ chỉ 2, bây giờ thành 4 rồi vì không dám phá. Thà để dành tiền nuôi con, chứ không lấy tiền để mà nuôi cái người gì? Người phụ nữ yếu ốm quặt quẹo vì phá thai. Biết đâu trong các con của mình là nhân tài, sư nói vậy mà. Đó. Cho nên trong Trung Bộ Kinh hay Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật đã thuyết về nhân xứ thai, tức là làm sao mà có thai đó. Nếu duyên chưa đủ, chúng sanh không thọ nhân, nghĩa là dù lúc cha mẹ phát khởi tâm ái nhiễm và trung ấm, tức là cái thức á, đi tìm nơi thọ sanh, nhưng tinh cha huyết mẹ không hòa hợp cùng lúc thì không thể thọ thai. Hoặc thân cha hay thân mẹ có những sự bệnh hoạn, đó cũng không thụ thai. Hoặc thai tạng của người mẹ tạc bệnh, thân trung ấm không nhập vào bào thai được. Tinh cha huyết mẹ muốn hình thành mà cái thức nó không vào được. Đó, chứ không phải dễ. Mà có cái thức đó
mới có thai. Vậy mà có thai rồi, mình moi ra mình giết, có nghĩa là mình đã giết người. Thì như thế, trong y khoa người phụ nữ sảy thai vì nhiều nguyên nhân mà sư đã giảng nãy giờ rồi. Nhưng mà ở trong cái quan điểm của Phật giáo, tinh cha huyết mẹ, trong điều kiện thọ thai, trong sức khỏe của cha và mẹ được thọ thai, sự tương ưng trong tình yêu của cha và mẹ và một cái thức đi tìm nơi đầu thai. Nó không hội đủ những nhân duyên đó thì không có thai đâu. Cho nên chúng ta đừng cứ nói là nam nữ gặp nhau là ra cái thai. Cho nên cái thức đó đi tìm mãi mới có một nơi phù hợp để vào. Thế mà chúng ta giết. Biết bao giờ mới tìm lại được một cái nơi có nhân duyên với mình. Các vị hiểu sư nói không? Cái thức đó khó lắm. Cái thức đó tìm mãi mới có cái chỗ đây là cha là mẹ nè. Đây là nơi có ân oán với mình để vào này. Nhưng mà mình giết một cái là biết chừng nào mới tìm lại được. Lỡ sau đó người mẹ chết hoặc người cha đau bệnh không còn có khả năng để thụ thai. Đó, thì bỗng nhiên cái thai nhi đó không bao giờ được chào đời trong cái mái gia đình của mình. Mà nó cũng không cứ đi nơi khác được, là bởi vì cái nơi khác nó không đủ duyên nghiệp để nó vào. Cho nên chính chúng ta đã ngăn con đường làm người của thai nhi của chúng ta. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên có nhiều người mẹ mới đến khấn vái là con đã phá những lần đó. Bây giờ con xin nguyện có thai và những cái thức, những cái vong linh đó hãy trở vào đi. Trở vào lại đi để làm người. Có những người thì đã đánh dấu đi, đừng có vào nữa. Đã phá rồi còn vào để làm gì? Đó, vân vân. Có những quan niệm nó sai lệch. Nhưng chúng ta đừng nói rằng phá đứa này rồi vợ chồng lại có đứa khác. Thì có đứa khác, nhưng cái đứa bé kia kìa, cái thức á, đó, là cái thân trung ấm đó đó, đi đến bao giờ, đến kiếp nào mới có một cái nơi đúng nhân duyên, tương xứ tương thích để được chào đời. Cái đó mới là cái vấn đề mà chúng ta phải nghe để chấn động cái tâm tử của người cha và người mẹ. Các vị đồng ý chưa ạ? Như vậy, tóm tắt lại, ai muốn phá thai, ai đã phá thai, ai nghĩ đến việc phá thai đều là những hành động cướp đi mạng sống của con người. Đức Phật đã nói đến tội ác phá thai hơn 600 năm trước khi Thiên Chúa giáo ra đời. Không nào, Đức Phật ra đời trước đạo Chúa 600 năm. Mà bây giờ cái công giáo là tuyệt đối nghiêm cấm phá thai vì sợ linh hồn đọa địa ngục. Còn chúng ta không có nói cái điều đó. Chúng ta sẽ nói cái mà cái thân trung ấm đó mà bên Thiên Chúa kêu là linh hồn đó. Cái thân trung ấm, cái thức đó đó nó vất vưởng không biết bao giờ mới được thụ thai để được chào đời lần nữa. Có thể là vào địa ngục, cũng có thể là súc sinh và có thể vướng vất ngàn ngàn năm không có lối thoát. Rất là nguy hiểm. Đức Phật đã tuyên bố dứt khoát rõ ràng, tự phá thai mình là một tội, phải chịu quả báo hết sức nặng nề và quả báo đó kéo dài. Hành vi phạm giới thứ nhất, cấm sát sanh, phải hội đủ 5 điều kiện. Đó là người sát sinh biết rằng đối tượng bị giết là một chúng sanh. Bây giờ các vị biết cái phá thai, cái đối tượng là gì? Là một chúng sanh. Không được nói nó chỉ có giọt máu ấy mà phải nói đó là một chúng sanh. Thứ hai, sản phụ có tác ý giết thai nhi là tôi phải giết, tôi phải phá, tôi phải nạn. Thứ ba, người sát sinh có một cố gắng phải giết cái thai đó bằng mọi cách. Và thứ tư, kết quả là chúng sanh ấy bị chết. Hội đủ 4 điều kiện thì chúng ta thọ tội giết người. Còn bị hư thai, trụy thai thì cái đấy chúng ta không có phải mang cái tội giết người bởi vì không phải là mình cố ý. Cứ theo những điều kiện trên thì một bà mẹ, đặc biệt là Phật tử, đi phá thai là phạm giới, mắc tội rất lớn. Sự nào phá thai này tương đương với giết một chúng sinh. Điều này Đức Phật đã dạy trong kinh số 512, kinh Tạp A Hàm, tập 2. Như vậy là sư nói lời Đức Phật dạy, chứ không phải sư ngồi sư nói đại. Thì các vị bảo, sư nhà chùa thì sư nói thế, nhưng mà sư nói lời Phật dạy, Đức Phật dạy trong kinh Tạp A Hàm, tập 2, kinh số 512, là nạo phá thai tương ưng với việc giết người, giết một chúng sinh mà cái chúng sanh đó là một con người. Các vị nghe rõ chưa ạ? Thế thì ở chùa Thiên Quang của sư, có lần sư thuyết một cái bài pháp đừng bỏ con mẹ ơi. Trong đó sư có cho một người Phật tử đứng lên đọc một cái lá thơ
của một cô Phật tử từ ở bên Mỹ gửi lá thơ về. Và trong cái lá thơ đó đã xin sư in cái kinh Trường Thọ Diệt Tội bằng chữ nổi cho người mù, kinh Dược Sư cho người mù, và in kinh Trường Thọ Diệt Tội và kinh Dược Sư cho các Phật tử mắt sáng. Ai cần là đều cho hết. Bởi vì cô con gái của người Phật tử này lấy một người chồng gốc Trung Quốc, rất là hai bên có học thức, gia đình môn đăng hộ đối. Nhưng mà khi bác sĩ phát hiện là cái thai này là một cái thai yếu ớt và có thể không toàn vẹn khi sanh ra, cho nên người chồng bảo với con gái của cô á, đó là phải phá cái thai này đi, không được để. Nhưng mà cái cô con gái của cô mới nói rằng là không mẹ, là giọt máu của con, là khúc ruột của con, cho nên nếu mà chồng con bắt phá thì con nhất định con không làm việc đó. Con sẽ phát tâm trường chay niệm Phật, con trì chú đại bi cho mẹ tròn con vuông. Nếu sanh ra mà quả là nó tật nguyền thì đó là cái nghiệp mà con phải nuôi một đứa con như thế, dứt khoát con không phạm. Và cuối cùng là người chồng ly dị. Ly dị chứ không chấp nhận cho cô con gái sanh ra một cái đứa con tật nguyền. Thì cuối cùng người vợ và cả gia đình đã phát tâm ta tu niệm hết để vì cái đứa cháu ngoại đó, rồi tiến hành ly dị luôn. Đó. Rồi gia đình trường chay niệm Phật, trì chú đại bi, lại dược sư, làm tất cả các pháp Phật có thể được. Mà cái quý hóa là bố mẹ của cô ấy đều phát tâm tu cho cái đứa con gái để hồi hướng, mà cái cô con gái cũng tu cho cái thai nhi. Thì suốt trong một cái thời gian mang thai đó cứ phải đi bác sĩ liên tục, và bác sĩ luôn luôn nói là suy tim nè, suy phổi nè, luôn luôn. Thì bác sĩ nói bao nhiêu thì cô ta càng yêu thương cái thai nhi đó bấy nhiêu. Cứ mỗi lần trì đại bi là con ơi, có mẹ đây, con đừng lo lắng nha. Con ơi, có mẹ đây, mẹ sẽ lo lắng chăm sóc cho con đừng lo. Con ra có tật nguyền, mẹ sẽ lo lắng cho con mà. Đó, con là của mẹ mà, một phần thân thể của mẹ. Cô cứ trì chú niệm Phật xong cô lại ôm ấp vỗ về nói với cái thai nhi như thế. Cái bào thai ngày một lớn. Cái bà ngoại đó, tức là mẹ cố, cũng rờ cái bào thai nói, có bà ngoại đây, bà ngoại cũng trường chay nè, bà ngoại niệm Phật nè, bà ngoại cầu nguyện cho con nè. Cũng nói nhỏ nhỏ với cái bào thai như vậy. Và sinh sớm hơn như là gần 2 tháng. Đứa bé nuôi trong lồng kính như một điều lạ là toàn vẹn, không khuyết tật một căn nào, chỉ có ốm yếu mà thôi. Chỉ có ốm yếu mà thôi. Đó. Thì khi sanh được cái thai nhi đó ra rồi đó, bị yếu nuôi trong lồng kính, nhưng mà chăm sóc quá kỹ lưỡng, cho nên các cái suy tim, suy này, suy kia, cái nội tạng của đứa bé dần dần bình phục. Bây giờ là một đứa bé thông minh, kháu khỉnh và xinh đẹp. Rồi lúc đó ông chồng lại đòi hàn gắn trở lại. Nhưng mà gia đình này không đồng ý, bởi vì thấy là ông này không có biết tu gì hết. Đòi vợ chồng phải giết mà, không biết tu mà. Và cái đứa bé mới 3 tuổi thôi mà tụng đại bi là ro ro, không có thiếu một chữ nào. Thế thì một câu chuyện đơn giản thôi, để chúng ta nói nhất thiết ở tâm tạo. Nếu chúng ta với tâm tử bi thương xót cái thai nhi ở trong bào thai của chúng ta, bằng tất cả tâm thần, bằng sự tu tập, bằng lập công bồi đức, thì cái thai nhi đó đôi khi tật nguyền, yếu đuối, đáng lẽ trụy thai suy thai mà trở nên toàn vẹn do cái công đức của người mẹ, của gia đình. Vì vậy mà sư rất là hạnh phúc khi sáng hôm nay trước cái thời pháp của sư thì thầy Tuệ Hải đã hướng dẫn cho đạo tràng tụng kinh sám hối vì đã phá thai của các bà mẹ, của các người cha. Và phát nguyện rằng từ đây không phá thai, và phát nguyện sẽ làm các công đức lành để hồi hướng cho các thai nhi được nhẹ nhàng siêu thoát nơi miền tịnh cảnh. Trong tiếng kinh, tiếng kệ, trong những cái lời thuyết linh của quý thầy, quý sư, đối với các thai nhi, phải gợi gắm cái tâm, cái lòng thật lòng sám hối, tâm yêu thương của người cha, người mẹ với các thai nhi đó còn hơn với những đứa con đã được chào đời, đã được khôn lớn.
bằng tất cả lòng yêu thương, cha mẹ sám hối, xin lỗi, ăn năn và mong các con nghe kinh, nghe kệ, nghe pháp, quy y Tam Bảo, rồi được là gì? Sớm đắc phục nhân thân, mà sớm trở làm người mà tu tập. Cha mẹ sẽ không bao giờ từ chối con nếu các con đến với cha với mẹ. Còn nếu chúng ta đã sử dụng trước các biện pháp tránh thai thì coi như không có phá thai, tại vì cái điều kiện thai nhi không thể hình thành. Còn chúng ta đã tùy tiện, không trí tuệ, không tự thúc liễm thân tâm thì chúng ta sẽ đi đến việc phá thai. Thiền sư nhắc đi nhắc lại, cho nên đạo Phật đề cao yếu tố trí tuệ, yếu tố chánh niệm, yếu tố chánh nghiệp, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tinh tấn. Các những cái yếu tố đó làm cho chúng ta luôn luôn thận trọng quả báo trước khi làm bất cứ một việc gì, dù trong đời sống vợ chồng hay đời sống tình yêu hay hôn nhân hay giữa các bạn trẻ với nhau.